Đây còn một chiếc ghế về vào trong nhà. Đấy, đây, rồi. Nhà nhỉ. Vâng. Có để lùi về bên này một tí nữa thì được. Nó chết người đấy im dịch. Không biết là mình có thể cây dịch ở trong. Có nghĩa là vâng, cho dịch sát đi. Hầu như chắc chẳng mấy khi mở đâu. Vâng, chắc cái kệ gọi là tượng trưng thôi. Sát luôn luôn à. Vâng, cho sát đi. Vậy cho sát được. Bắt đầu được sát được. Nhá. Có phải mở cái này không? Chắc cái đấy không không. Chắc cái đấy là không, không mở đâu. Cái này cho sát đi cho nó đỡ, cho nó đi lại cho nó rộng nhà. Bàn cho sát kia, xong đôn ở ngoài. Đấy. Còn cái tủ kia cho cũng mở cái đấy nhá. À, hay mở cái đấy ạ. Vâng. Cái này. Ừ. Dịch đây. Sao cũng này. Quá hay sát này. Đừng đừng, tôi để 20 phân rồi. Ừ. Đi thoải mái này. Sát sát được cái vạch vạch. Chân đi chân dài. Dài không? Mà chỉ lấy nốm nữa. Nhất là lau sạch cái gầm kính nhé. Chú nhấc lên để lau sạch cái gầm kính. Vâng. Vừa rồi chúng tôi vừa mới chuyển xong bộ bàn ghế vào trong nhà, nhờ chiếc xe bò để đi ở ngõ nhỏ nhưng mà và hiện nay đang là lúc kiểm tra xem vào ngày giờ này. Ơi, 18:37. Ừ. 18:37 ngày 16 tháng 2 năm 2017. Tạm biệt quý vị.